Chí tâm tinh tấn đệ ngũ pháp tạng tỳ kheo thuyết thử kệ sĩ nhi bạch phật ngôn ngã kim vi bồ tát đạo sĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm thủ nguyện tác phật tất linh như phật nguyện phật vị ngã quảng tuyên kinh pháp ngã đương phụng trì như pháp tu hành bạt chư cần khổ sanh từ căn bổn tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác dục linh ngã tác phật thời trí huệ quang minh sở cư quốc độ giáo thọ danh tự giai văn thập phương chư thiên nhân dân cập quyên nhuyễn loại lai sanh ngã quốc tất tác bồ tát ngã lập thị nguyện đô thắng vô số chư phật quốc giả ninh khả đắc phủ thế gian tự tại vương phật tức vị pháp tạng nhi thuyết kinh ngôn thí như đại hải nhất nhân đầu lượng kinh lịch kiếp số thượng khả cùng đề nhân hữu trí tâm cầu đạo tinh tấn bất chỉ hội đương khắc quả hàng nguyện bất đắc nhữ tự tư duy tu hà phương tiện nhi năng thành tựu phật sát trang nghiêm như sở tu hành nhữ tự đương chi thanh tịnh phật quốc nhữ ưng tự nhiếp pháp tạng bạch ngôn tư nghĩa hoằng thâm phi ngã cảnh giới duy nguyện như lai ứng chánh biến chi quảng diễn chư phật vô lượng diệu sát nhược ngã đắc văn như thị đẳng pháp tư duy tu tập thể mãn sở nguyện thế gian tự tại vương phật chi kỳ cao minh chí nguyện thâm quảng tức vị tuyên thuyết nhị bá nhất thập ức chư phật sát độ công đức nghiêm tịnh quảng đại viên mãn chi tướng ứng kỳ tâm nguyện tất hiện giữ chi thuyết thị pháp thời kinh thiên ức tuế nhĩ thời pháp tạng văn phật sở thuyết giai tất đồ kiến khởi phát vô thượng thù thắng chi nguyện ư bì thiên nhân thiện ác quốc độ thô diệu tư duy cứu cánh tiện nhất kỳ tâm tuyển trạch sở dục kết đắc đại nguyện tinh cần cầu sách cung thận bảo trì tu tập công đức mãn túc ngũ kiếp ư bì nhị thập nhất câu chi phật độ công đức trang nghiêm chi sự minh liễu thông đạt như nhất phật sát sở nhiếp phật quốc siêu quá ư bì ký nhiếp thọ dĩ phục nghệ thế tự tại vương như lai sở thể thủ lễ túc nhiễu phật tam tác hiệp trường nhi trụ bạch ngôn thế tôn ngã dĩ thành tựu trang nghiêm phật độ thanh tịnh chi hạnh phật ngôn thiện tai kim chánh thị thời nhữ ưng cụ thuyết linh chúng hoan hỷ diệt linh đại chúng văn thị pháp dĩ đắc đại thiện lợi năng ư phật sát tu tập nhiếp thọ
mãn túc vô lượng.